Bữa nay là lòng ngập nước, đồng lắm trái, nước ở đây là đang sâu. Đổ được mấy tháng rồi, thấy cái lình vậy. Cái linh bây giờ cũng bự bự lắm. Nhà con nó đang mưa mưa. Đây luôn. Năm nay chưa trăm lần cả lần có nhiều lắm cả năm đủ năm canh chua rồi nhiều hay đủ có năm canh chua rồi thầy cũng muốn cua này móc móc cũng bán được cua nhỏ chắc lộn xộn luôn. Có cái gì để mấy cô không? Tăng loạn trên xóm mà dán ở đây là thuộc ấp tăng loạn. Cái xóm này thì vẫn sống ở trên kia thì đổi một chút. Sợ mấy ông nấu vô bật cho tôi hết rồi. Để tôi ra tôi lựa. Bả chào ông chào. Ngày trắng cá linh, trắng vinh, cá sạc. Và đại trắng cá linh nhiều. Thổi nó cong con ngựa đâu để chú về một chú nhỏ thấy mấy cua đâu bỏ lại cho nhau.
sao? Đi quay rồi đó hả? Đi với thằng ấy qua bển quay một chút thôi. Rồi quay với ông Lâm ở dưới này quay ổng đi dở lưới xá khó mà. Cho mớ cá vậy. Cái gì à? Cá linh. Qua cá linh dạo này cũng bận rồi. Thôi chú đi. Trong mỹ người tôi sắc hẳn. Hôm nay mong đổi lắm. Nãy mong mấy cần gì không có hỏi. Ở đây có cả chục hộ. Ở xóm chỗ này là trên ngọn đường này nó thấy xóm này là xóm nghèo nhất. Chú giờ tốt quá. Xóm ở đây là xóm nghèo nhất. Xóm kia xóm của người ta khó sống. Không cần bảo lý, bảo nhỏ. Thổi là kiểu này mấy nhà này là banh á. Mình tăng tận không có mặt, không có mặt. Thành thử mà bà con đã làm nhà cửa cũng sơ sài đấy. Có nhiều nhà mình chỉ có cái nóc mà không có vách, không có gì hết. Nóc mà không nóc bằng là bằng lá bằng ton nơi tiếp bậy bỏ người đi tìm kiếm xưa mịt mùng người đi tìm mãi nắng lên nhăn nắng đi ngã núi ra bằng dẫn đến 500 mét này 500 mét là những đường phía cháu nó trời đó mùi nước này nhân mang mùi nhựa đó là vậy. Quay máy muốn trái máy luôn mà không có cá mà. Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh, quỳnh hương một đóa thoang hương thầm. Vườn đêm sao xuyên, một đôi lần đến như người tình, để cho trời đất bao tin lành vẫn bình yên. 500 mét lưới mà không được nửa ký cá. Năm nay mùa nước nổi năm nay đó, vậy thôi bà con thấy không? Dân tình, dân nghèo sống nhờ nước lũ mà lũ năm nay cũng không có cá luôn. Dân nghèo miền Tây cũng đói luôn. Cái xuồng ông vậy mà ông nói đi hai người cũng được gì không? Tại chú xuống lúc lắm. Tại được mấy cân đó vậy? 4-5 con, 5-6 con gì đó. Em nói 500 mét là không được nửa ký cá. Này đủ hai vợ chồng ông kho quẹt. Lưới mới chát luôn nữa. Lưới mới chát luôn nè. Tay lưới vậy bao nhiêu? Tay 75 ngàn đó. 75 ngàn. Cá đây, xuống hỏi đi. Rồi gom nó qua lại đóng rồi được bao nhiêu? Được nửa ký không? Được nửa ký.
Dạ. 500 mét lớn mà một con cỡ khoảng những chiếc cá này còn. Thôi mấy bà con đi cứu trợ miền Trung như vậy để cứu trợ về thằng Duy. Chứ đi miền Trung quá nhiều rồi. Dương thần miền Trung bao giờ cũng nào tăng mình đón rồi. Không đá cái đó rồi hả dạ? Giờ mày thọc dò xuống sợ đi cá cắn mày vậy. Nãy ngồi nói chuyện hỏi thăm mấy bà con người Việt Nam ở dưới này á, ở dưới kinh là ta không có đất, ta thuê đất của đồng bọn người Khmer, ta thuê đất của người Khmer để ta làm ở cái đất mà đồng ngập nước này á. Kinh người ta làm ruộng ở dưới này chắc là một năm vậy là cho thuê 1,5 triệu 2 triệu vậy.